Ông Dùng Mơ ghép lại chương trình văn nghệ trong ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình văn nghệ của Nhân dân Nhân dân, xin chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc hội nghị chúng ta thành công rực rỡ. Nhưng mà thay mặt tổ chức, tôi xin mời anh Khoan đến làm chương trình hài giúp mùa. Tôi nhắc lại là trên tinh thần là hết sức nhanh gọn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các anh chị em ca sĩ diễn viên có mặt trong hội trường ngày hôm nay, được sự nhất trí của Hội Văn học nghệ thuật huyện Phú Lương, Trung tâm Văn hóa huyện Phú Lương và được sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Phú Lương. Hôm nay, Câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động nghệ thuật năm 2020 nhằm đánh giá đúng mục tiêu của câu lạc bộ đã làm được những thành tựu trong năm qua và để rút ra các bài học kinh nghiệm phát huy những thế mạnh của câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương và tìm ra các hạn chế yếu kém và tồn tại để từ đó có các giải pháp cho phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị chúng ta ông Bùi Quang Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Phú Lương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện Phú Lương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Lương, Phó giám đốc Trung tâm Văn học, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Phú Lương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và về dự với hội nghị chúng ta hôm nay còn ông Nguyễn Thanh Long là chuyên viên Phòng Văn hóa huyện Phú Lương cũng có mặt về dự với chúng ta hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hội nghị ông Nguyễn Tất Thắng là chuyên viên kỹ thuật của Hội Văn học nghệ thuật huyện Phú Lương, người làm nên thành công của hội giao lưu ngày hôm nay, là chuyên viên phục hồi sáng đầu danh. Xin hoan nghênh ạ. Về dự và tham gia giao lưu văn nghệ với chúng ta hôm nay có 5 câu lạc bộ cùng về dự tham gia với chúng ta hôm nay. Một là câu lạc bộ Hoa Sen xã Cổ Lũng, hai là câu lạc bộ chèo của xã Vấn Mễ, ba là câu lạc bộ văn hóa thể thao của thị trấn Đu, bốn là câu lạc bộ hát dân ca và nhạc cổ truyền huyện Phú Lương, năm là câu lạc bộ thơ ca của xã Vấn Mễ gồm rất nhiều các diễn viên xinh đẹp trẻ hôm nay sẽ lên sân khấu thể hiện với chúng ta. Xin mời. Và không thể nói đến sự đầy đủ có mặt của các anh chị em là diễn viên ca sĩ vũ công của hội thì thơ ca huyện Phú Lương hôm nay cũng có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Kính thưa toàn thể hội nghị, thời gian chương trình làm việc từ hôm nay thì gồm có mấy phần như thế này. Thứ nhất là ổn định công tác tổ chức, giới thiệu đại biểu thì đã làm xong. Phần thứ hai là đọc báo cáo công tác hoạt động của câu lạc bộ thơ ca năm 2020. Sau đó là đến phần thi đua khen thưởng. Sau phần thi đua khen thưởng thì đến tiết mục là tặng hoa tặng quà cho câu lạc bộ. Sau đó là đến phát biểu ý kiến chỉ đạo cấp trên và giao lưu văn nghệ. Thì chương trình của chúng ta thì chúng ta khẩn trương làm việc thì là chương trình nghị sự thì thời gian rất ngắn thôi, còn chủ yếu là giao lưu văn nghệ. Thế thì báo cáo với toàn thể hội nghị như thế. Thế còn bây giờ thì đã đến cái thời gian làm việc chính thức thì tôi xin trân trọng ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương sẽ lên báo cáo với hội nghị về công tác hoạt động của câu lạc bộ trong năm qua. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, anh Thắng, khẩn trương giúp ạ.
Hội Văn học Nghệ thuật huyện Phú Lương, câu lạc bộ thơ ca Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Phú Lương, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Báo cáo tổng kết năm 2020. Kính thưa đại biểu các cấp Ủy ban nhân dân huyện, thưa đại biểu khách quý, các tổ chức, các câu lạc bộ và toàn thể hội nghị. Nhờ có sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương và sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Hội Văn học Nghệ thuật cũng như Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa huyện Phú Lương. Giới văn hóa là nền tảng của tinh thần xã hội. Câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương chúng tôi trong năm 2020 là năm thứ 3 được thành lập, ngày 19 tháng 8 năm 2017 và tháng 3 năm 2021. Một năm qua đã đạt được các thành tích như sau. Bước vào đầu năm 2020, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca đã thống nhất phương thức đề ra và phấn đấu hết mình cho văn hóa nghệ thuật và nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Do vậy, câu lạc bộ chúng tôi ngày càng vững mạnh, có nhiều hội viên tâm huyết và có năng khiếu tham gia. Chúng tôi luôn rèn luyện kỹ năng nghệ thuật như hát, múa, các thể loại dân ca cũ và mới và cổ truyền dân tộc. Tính đến nay, chúng tôi có đủ các tiết mục văn nghệ mỗi khi trình diễn và giao lưu. Qua một năm, chúng tôi đã hoàn thành các tiết mục cổ vũ cho các phong trào của huyện và địa phương, tổ chức như các ngày lễ hội, hội làng và các hội nghị, đi giao lưu với các câu lạc bộ thơ các vùng miền như 3 lần đi Thái Nguyên, 2 lần đi lễ hội, 7 lần giao lưu nghệ thuật với các xã như Yên Ninh, Vấn Mễ, Cổ Lũng, Đại Từ, Chợ Mới. Các tiết mục chương trình đặc sắc được cấp trên đánh giá cao và quần chúng nhân dân nhiệt liệt cổ vũ và ca ngợi. Chúng tôi thực hiện theo đúng quy chế và nội quy sinh hoạt của câu lạc bộ. Mỗi một tháng là họp vào ngày 15 tháng hàng tháng. Khi sinh hoạt rất có tổ chức, số lượng hội viên đi sinh hoạt đạt 75% các kỳ họp. Toàn thể hội viên tích cực là rèn luyện nghệ thuật múa hát để mỗi khi có sự kiện hoặc giao lưu. Năm qua, câu lạc bộ đứng ra tổ chức giao lưu mời các đơn vị là được 3 lần một năm và tham gia thi văn nghệ quần chúng do huyện tổ chức một lần. Toàn câu lạc bộ chúng tôi nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, phát triển thêm hội viên có tâm huyết và năng khiếu. Số hội viên hiện nay có là 53 là chính thức và 27 chưa chính thức. Mọi hoạt động của câu lạc bộ rất có kỷ luật, ý thức cao và ngày càng lớn mạnh, bền vững. Có nhiều hội viên tiêu biểu đã ủng hộ về mọi mặt cho câu lạc bộ hoạt động như địa điểm, phương tiện, âm ly, loa đài, tiền mặt. Có hội viên ngoài đóng góp hội phí còn ủng hộ quỹ cho câu lạc bộ từ 500.000 đồng trở lên. Trên đây là những thành tích của câu lạc bộ thơ ca trong năm qua. Về khó khăn thì chúng tôi còn nhiều thiếu kinh nghiệm, kinh phí cũng như trang phục khánh tiết mỗi khi biểu diễn. Xong, chúng tôi vẫn luôn khắc phục thành công. Về tính chất nghệ thuật, sân khấu cũng như người hướng dẫn nghệ thuật chưa có chủ yếu là học tập lẫn nhau. Xong chúng tôi luôn nêu cao tinh thần học hỏi tất cả các độ bạn và định hướng của ban lãnh đạo Hội Văn học Phật đề ra. Trên đây là những thuận lợi, khó khăn và thách thức của câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương chúng tôi đạt được trong năm qua và đã được cấp trên công nhận và quần chúng cổ vũ nhiệt tình.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Phú Lương chúng tôi, câu lạc bộ Thơ Ca chúng tôi thực hiện như sau. Một là phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống văn hóa nghệ thuật của huyện nhà nói riêng và truyền thống dân tộc nói chung, để góp phần vào phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng nhân dân trên các vùng miền. Hai, học tập rèn luyện các tiết mục xuất sắc, hát múa các thể loại mới và dân ca, nhạc cổ truyền dân tộc để tham gia trình diễn chào mừng các phong trào của nhà nước cũng như là của địa phương. Ba là quyết tâm nêu cao tinh thần phát huy sáng tạo mọi loại hình nghệ thuật như sáng tạo thơ ca, sáng tạo từ tiểu phẩm, kịch bản, sân khấu để đáp ứng được sự mong mỏi của các cấp lãnh đạo và toàn thể quần chúng nhân dân. Trên đây là báo cáo tóm tắt sự hoạt động một năm của câu lạc bộ và phương hướng cho năm 2021. Tâm sự. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, câu lạc bộ chúng tôi hôm nay tổng kết chỉ là báo cáo ngắn gọn một số hoạt động và phương hướng mới, còn chi tiết chúng tôi đã hoàn thành trong phiên họp chủ bị câu lạc bộ ngày 15 tháng 12 năm 20. Về tài chính công khai, chúng tôi cũng đã thông qua toàn thể ban chủ nhiệm và toàn thể hội nghị hôm nay dành riêng cho các buổi giao lưu nghệ thuật. Chúng tôi rất mong quý đại biểu cấp trên tham gia phát biểu chỉ đạo để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, cuối cùng xin kính chúc quý đại biểu toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, vui đón xuân mới an khang thịnh vượng. Chúc hội nghị tổng kết giao lưu hôm nay thành công thực chữa. Xin trân trọng cảm ơn.